Đừng không nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng trên lặng trong lặng. Dù rằng bên em đã có ai, nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ. Buồn nào em trao chẳng thấy, nhưng chỉ là chúa đây. Vô số những thương thấy ngày mà bên nhau bao ước em tình yêu. Xinh tươi hơn các đóa hoa, chỉ có thể là các cô nương. Là truyền nhân trực hệ duy nhất của đại gia tộc ngát hương. Florentino phong lưu khống khoáng, vung tiền qua cửa sổ, tổ chức vũ hội xa hoa, không lo xa những thứ không đáng. Bất kể cư dân tòa thành hoặc khách vãng lai, đều thường xuyên được chứng kiến tại nhân viên của Flor bày để tiệc chiêu đãi khách ghé thăm với hàng trăm hàng ngàn người hầu, công nhân làm thay trải, hoa tươi sớm mai suốt dọc một đường dài. Các đội xe thú thò vận tải nặng vải là những nguyên vật liệu. Chẳng là gì khi các tiểu thư quý tộc mãi đưa như ăn vẫn làm điệu. Lòng chờ mong cho bạch mã hoàng tử để đưa mình tham gia buổi vũ hội. Các cái bình dân vì tham gia không dám thử vẫn có thể kiếm lợi từ buổi hội. Sau khi vũ hội chính thức bắt đầu, các sắc hoa tươi bên đường đầy sắc màu sẽ được phân phát. Ai muốn lấy cái tấp vào thưởng thức hương thơm ngát ngọt ngào suốt mấy tuần liền. Chưa hết, vật tư còn thừa cũng sẽ được vận chuyển đi đến cư dân chúng để người người nhận miễn phí. Nhà nhà đều có thể cùng chung vui với đề thịt tươi trái ngọt không nguôi. Đối với một tòa thành có truyền thống danh tướng lâu đời, chưa chú võ lực, bây giờ tin đồn phát tán hành vi xa hoa của Flor khiến anh chàng khác như một tên trị lạc trách tán. Kể cả đánh xe ngựa của ta cũng thừa sức một tay vượt ngã ngài Florentino tôn quý nha. Đánh xe ngựa của ta cũng thừa sức một tay một ngã ngài Florentino tôn quý nha. Trò đùa này là câu cửa miệng tại cái bữa tiệc trà của giới quý tộc, còn với giới bình dân ngoại trừ một số được hưởng ân huệ của Flor nên có cảm tình và lâu lâu ngẫu nhiên lại tán dương vài câu, còn lại đa số đều chứng mắt với vị thiếu gia chơi liều lỏng. Miệng lưỡi thế gian chẳng khiến Flor gần tí sống lòng. Từ nhỏ lớn lên anh đã biết mình khác biệt với đám đông ngoài kia. Gia tộc huyết mạch quyền lực tài phú hay thậm chí là thiên phú cho anh vô vàn lựa chọn để sống cuộc đời của mình. Thì cớ gì phải chọn con đường phung phí sức lực. Các lãnh chúa tổ tiên tài ba đã gây dựng nên cả cơ người già. Tộc là thế nên là đừng không cố gắng tiêu xài, làm rạng rỡ tông đường thì thật đáng xấu hổ. Dẫu chiến sự nơi tiền tuyến ngày càng thêm nóng hổi, Florentino tại hậu phương an bình ngày ngày giả tiệc sướng ca hoan hỷ. Ấy thế mà nữ bá tước tà thành cũng không bận tâm lắm chuyện này. Dù sao thì hành vi của Flor chẳng hề phạm pháp, mà thật ra việc hắn tiêu xài xa xỉ một mặt lại giúp gia tăng mậu dịch và xu thế tà thành, mặt khác lại giúp người dân có công ăn việc làm, qua đó không ngừng thu hút nhân khẩu lân cận đổ xô về trang. Và thế là binh đoàn của toàn thành luôn được bảo đảm hậu phương tiếp tế vững vàng, không chỉ vật tư mà cả binh lực. Thế nên nữ bá tước chưa bao giờ can thiệp vào các hành vi hoang đường của Florentino. Chỉ đến khi hắn tung tiền xây dựng một chiếc tàu khổng lồ xa hoa cực đại mới buộc bà phải hành động. Flor dự tính mời đầy những khách quý lên chiếc tàu ngược sông, thẳng tiến về rừng nguyên sinh, chủ yếu thỏa mãn trí tò mò về nhan sắc của các mỹ nữ tình linh. Kế hoạch này của Flor lập tức hấp dẫn vô số quý tộc, và mỗi con em của họ đều nhận được chiếc vé mời đi không. Thứ bỗng chốc trở thành biểu hiện của địa vị và quyền lực khôn cùng. Ngay cả tiểu thơ Astrid của nữ bá tước cũng mang theo kỵ sĩ cùng đồng hành trên chiếc thuyền đấy. Tuy nhiên cô ấy không ưa vị thiếu gia chứ danh ăn chơi chiếc tán này, nhưng tiền tuyến cần một hậu phương vững chắc, và điều này thì lại phần nào phụ thuộc vào sự an nguy và tâm trạng
của Floor. Hắn và gia tộc của hắn ảnh hưởng đến 80%, gần như kiểm soát hoàn toàn. Ngoan ngoãn nghe lời ta, đảm bảo ngươi sẽ được an toàn. Đây là câu nói đầu tiên ngay khi Acid gặp mặt Florentino. Rồi cô lập tức quay đầu bỏ đi, thật không muốn phải nhìn thấy hắn thêm giây phút nào. Florentino nhún vai, với nữ giới anh vẫn luôn tràn đầy kiên nhẫn và tha thứ, đặc biệt là các quý cô xinh đẹp. Thuyền của Florentino xuất phát và trở về án chừng mất một tháng. Dĩ nhiên chỉ bấy nhiêu thời gian không đủ để đoàn người du ngoạn được bao xa trong rừng rậm. Những kẻ hiếu kỳ cố gắng nghe ngóng tình hình, nhưng các quý tộc sau khi quay lại đều miễn kính như bưng, nói năng đặc biệt vô cùng thận trọng. Người duy nhất khác biệt chỉ có Astrid. Những người biết rõ nàng lập tức nhận ra sự thay đổi khi nàng trở nên thành thục và chững chạc. Chưa hết, chuyện còn ly kỳ hơn khi có tin Astrid sử dụng lễ tiết trang trọng nhất của vương quốc để thỉnh Florentino làm thầy. Ai ai cũng không khỏi cho rằng nàng đã bị Florentino mê hoặc. Chỉ có cách giải thích như vậy mới có vẻ hợp lý nhất cho hành động thật điên cuồng này. Đối mặt với làn sóng dư luận, cả hai người trong cuộc đều chẳng bận tâm giải thích. Phải đến mấy năm sau khi vương quốc, vương Bắc và phương Nam ký kết minh ước thì mới có một ít thông tin về chuyến đi kia được hé lộ. Chuyện kể rằng nhóm du ngoạn của Florentino đã có một cuộc đụng độ nảy lửa với binh đoàn vực Hỗn Mang. Trong trận chiến cam go này, Astrid đã sơ hở bị một sát thủ kẻ địch phục kích đâm trúng vào ngay khoảnh khắc sinh tử này. Astrid đã được Florentino bất thình lình xuất hiện, đẩy lùi tên sát thủ và sau đó phá vây thành công, cứu Astrid thoát chết. Du khách cả thuyền không khỏi ngỡ người bàng hoàng. Chẳng ai ngờ rằng ẩn sau vẻ ngoài thiếu gia phóng đãng, ăn chơi trác táng lại là một trái tim quả cảm, đầy dũng mãnh. Tuy nhiên cân nhắc đến các yếu tố vương quyền nhạy cảm, người trong cuộc đều buộc phải tuân thủ luật im lặng. Chỉ riêng có Astrid là kiên quyết muốn bá sư bất chấp tất cả. Flo hiển nhiên chẳng muốn dính đến thứ thuyền tán này, và khi đối phương lại là một cô gái lực lửa cả về cá tính lẫn thân hình, thỉnh cầu từ một cô gái xinh đẹp dành cho mình thì như một món quà thật khó mà cưỡng lại được nhỉ.